Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm chính thức Iran nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, tập trung vào các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai quốc hội cũng như nhiều văn kiện hợp tác khác. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng với những cái kết quả tốt đẹp của cái chuyến thăm lần này bằng cái việc mà ký và triển khai thực hiện cái biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện và nhiều cái văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực đa dạng như tư pháp, thể thao, kiểm dịch thực vật kiểm dịch đồng vật thương mại hợp tác địa phương và hợp tác giữa doanh nghiệp trong cái chuyến thăm lần này sẽ góp phần không chỉ thúc đẩy cái quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện của chúng ta mà còn đóng góp quan trọng vào việc thắt chặt củng có cái tình hữu nghị và cái hiệu quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Iran trong thời gian tới bày tỏ vinh hạnh đón tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu quốc hội việt nam thăm chính thức iran chủ tịch quốc hội iran cho biết tại hội đàm hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương đẩy mạnh hợp tác về kinh tế thương mại ngân hàng thủy sản giữa hai nước đồng thời thúc đẩy hợp tác về hải quan tránh đánh thuế hai lần và các nội dung liên quan đến khuyến khích bảo hộ đầu tư với sự thành công của chuyến thăm mối quan hệ hợp tác việt nam iran cũng như giữa quốc hội hai nước sẽ chứng kiến bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới